Xin chào tất cả cô chú anh chị em gần xa nha. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục quay cho cô chú anh chị mình một cái vườn sầu riêng. Tổng diện tích là 3 hecta 7 ha. Của mình ở đây thì trừ ra bên đây là 1 hecta nè anh chị. 1 hecta này là cao su làm của, đang cạo kéo cực kỳ đẹp luôn. Thì ở đây của mình là hết 1 hecta cao su rồi. Thì mình chỉ còn ở đây là 2 hecta 7 là sầu riêng thôi. Thì trong đó nó sẽ có là 40% là sầu riêng to như thế này, đang thu hoạch luôn rồi nha. Đó thì tổng diện tích hết luôn cái miếng đất này là 3 mặt tiền bê tông nha, thuộc xã Lộc An, Lộc Ninh, Bình Phước. Thì vị trí của mình ở đây cách trung tâm chợ ủy ban xã Lộc An chỉ có tầm là hơn 1 km thôi. Đó, sầu riêng này đang thu hoạch nha, 200 m mặt tiền bê tông nha anh chị em, hơn 200 m luôn. Thì nó sẽ bao quanh của mình là 3 mặt đường, bao quanh miếng đất của mình luôn nè, đường bê tông to thế này nè, đường thông nha, dân bên trong là dân liền kề hết luôn. Thì của mình ở đây là 3 mặt tiền nè, 1 mặt tiền bê tông nha, rồi xong lên đó nó vòng qua 2 mặt tiền nữa. Thì để em quay cho anh chị em xem nha. Nói chung là đây sự to nè, trên đất có nhà cấp 4 to luôn, hàng rào kiên cố hết rồi. Rồi anh sẽ quay chạy một vòng cho anh chị em xem, cực kỳ đẹp nha anh chị em. Đó, đây mặt tiền bê tông của mình đây. Quá đẹp luôn, hiện tại thì giá cũng vô cùng hợp lý luôn. Đây, cái hàng ngoài thì trồng có trồng măng cục cũng sầu riêng to đẹp, quá đẹp, phun hết luôn nha. Cái phía sau của mình á là có hơn 50% là sầu riêng trồng được năm thứ ba. Đó, hàng rào kiên cố nè, trên đất có nhà xây kiên cố, bố to luôn. Đó, chính là một 50-50 luôn á, 50% là sầu riêng đang thu và 50% là khoảng 53, chỉ trừ ra 1 hecta cao su thôi. Đây, cái này là gần vào năm thứ tư luôn rồi. Đó, đẹp, cực kỳ đẹp luôn, hơn 200 m mặt tiền đường bê tông. Thì mọi yêu cầu thì anh chị em vui lòng là truy cập Zalo, em gửi sổ sách và cập nhật giá theo từng thời điểm nhé, chính xác nhất luôn, gặp chủ làm việc trực tiếp. Ba mặt tiền bê tông. Ồ, đây đường to đùng này, nhà dân bao quanh nha. Đây, hàng rào kiên cố hết. Rồi, mọi nhu cầu của chú anh chị vui lòng liên hệ em nha. Kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin sổ sách và cập nhật giá chính xác.